Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu giữa hai đội FC Real Tamama gặp FC Hà Nội HR. Như quý vị và các bạn đang quan sát, FC Real Tamama với đồng phục quần áo màu trắng sọc đỏ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái. Quý giờ! Vâng, rất bất ngờ, tôi vừa mới giới thiệu chưa kịp đọc tên từng cầu thủ thì dưới của đội bạn đã rung lên. Hoan hô Real Tamama. Anh Dương mà ghi thêm bàn nữa tối nay em cho số. Anh em ơi, cố lên đừng đả anh em ơi. Anh ơi. Bóng đầu trong chân của các cầu thủ Hà Nội HR. Minh Phương là người vừa thực hiện pha cản phá vừa rồi. Quý Dương. Các cầu thủ Hà Nội HR đang tấn công. Văn Hiền, Duy Hoàng, sầu kìm rất cao, vẫn là Văn Hiền. Chỉ máu lên, Thanh Sơn, vẫn là Thanh Sơn. Vòng pha đánh chặn rất tốt của Thanh Sơn. Sút pin dành cho Real Tamama. Tuấn Anh là người vừa lùi về cản phá đường đi bóng vừa rồi của Hà Nội HR. Văn Hiền lấy bóng đầu Hiền ơi, không được rồi. Sút pin dành cho các cầu thủ Hà Nội HR. Ở trận đấu lần này, thủ môn Duy Hoàng đã được thay vào vị trí tiền vệ cắm, thay vào đó là thủ môn Minh Tân. Với lợi thế hai trận toàn thắng, Real Tamama chắc chắn bước vào vòng trong đang có 6 điểm dẫn đầu bảng. Nên nó là Vin Lê Xuân Hiệp muốn tung ra một đội hình thử nghiệm với nhiều vị trí mới mẻ hơn. Và băng lên cả phá kịp thời của thủ môn bên Hà Nội HR. Bình cho các cầu thủ Hà Nội HR. Quý Dương là người vừa thực hiện pha đánh chặn vừa rồi. Duy Hoàng pha vẫy khéo léo dành cho Văn Hiền, thế nhưng đường chuyền đi hơi sâu. Cầu thủ đội bạn đã bị đau. Không, thế nhưng có lẽ là anh ta đau giả hay sao ấy. Thành Sơn, Tuấn Anh. Nhìn cái thằng bay trên cái dù cái hay nhỉ. Chơi cái thế nào anh? Mình có được chơi không? Chơi không? Có động cơ, có động cơ em bỏ nó học đi. Xuất phạt dành cho các cầu thủ Hà Nội HR. Các cổ động viên của Real Tamama đâu nhá? Tamama! Và xuất phạt rất có ý đồ của các cầu thủ Hà Nội HR. Không có lỗi. Một pha ra vào hợp lý của thủ môn Minh Tân. Thanh Sơn. Không được rồi. Lỗi của Thanh Sơn rồi. Một tình huống nguy hiểm. Và bọc lót rất kịp thời của Minh Phương là người vừa lui về bọc lót kịp thời sửa sai cho Thanh Sơn. Minh Phương. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi.
Sút biên dành cho Real Tomama. Thanh Sơn không được, pha đỡ bóng không thành công của Thanh Sơn. Sút biên dành cho HR. Văn Hiền, Minh Phương, Tuấn Anh. Văn Hiền không được. Một pha truyền đẹp cho Văn Hiền đấy, nhưng Văn Hiền không thực hiện tốt tình huống vừa rồi. Thanh Sơn chuyển bóng về cho Minh Tân. Di Hoàng không được. Quý Dương, Thanh Sơn và băng lên rất mãnh liệt của Thanh Sơn. Sút biên dành cho Hà Nội HR. Quý Dương là người vừa đánh chặn pha lên bóng vừa rồi của các cầu thủ Hà Nội HR. Một pha vẩy bóng rất có ý đồ của cầu thủ áo số 31 bên Hà Nội HR. Duy Hoàng, Văn Hiền, Văn Hiền qua người rất khéo léo. Phạt góc dành cho Real Tomama. Đánh đầu nào, không được. Pha đánh đầu không được hoàn hảo của Tuấn Anh. Tuấn Anh, Quý Dương, bóng vẫn trong chân các cầu thủ Hà Nội HR. Ông trọng tài đã nhắc nhở. Và cản phá bóng rất kịp thời của Minh Tân. Một đường bóng quỹ đạo đi khá xoay. Một pha cản phá rất hoàn hảo của thủ môn Minh Tân. Thêm một quả phạt góc dành cho Hà Nội HR. Tuấn Anh chuyển bóng lên cho Quý Dương. Quý Dương ơi, Duy Hoàng, bóng vào trong chân của Quý Dương, bắt đầu Hoàng ơi. Cặp tiền đạo cắm phối hợp rất nhịp nhàng giữa Quý Dương và Duy Hoàng. Bóng đi qua đi lại như màn trình diễn bóng ma và cuối cùng là bóng bay vào gôn. Là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp thật. Go, 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 go.
thua nó là bố phất. Bóng bỏng, bóng bỏng nó gọi thua đấy. Giới thiệu thay người bên phía các cầu thủ Hà Nội HR. Đang bị dẫn trước 2-0, có lẽ bây giờ chiến thuật bên Hà Nội HR là tấn công, không còn gì để mất, còn nước còn tát. Đá có lỗi. Nhặt tay anh ơi, nhặt tay. Trọng tài đã nhắc nhở bên phía thủ môn Hà Nội HR. Bóng đã đi hết ngoài đường biên. Minh Phương, Tuấn Anh, Bình Tân, Duy Hoàng, bóng trong chân của Duy Hoàng bắn xa. Chán gõ hết cả giám luôn nhỉ, kiểu như đang cưới về chiều ấy nhỉ. Thứ đâu xong rồi. Các cầu thủ Hà Nội HR đang kiểm soát bóng. Theo thống kê trên màn hình chúng tôi quan sát, Real Tobaba đang chiếm tỷ lệ giữ bóng 65%, tỷ lệ làm bàn đang là 2-0. Phút thứ 13 của hiệp đấu thứ nhất. Văn Hiền, Thạch Sơn, Duy Hoàng, không được rồi. Minh Phương, đội bạn đang phản công. Pha qua người đất léo của cầu thủ áo số 10, thế nhưng không thể qua được đôi chân của Quý Dương. Sau khi hỗ trợ Văn Hiền, Quý Dương có lẽ đã nói nhỏ nên tập trung hơn. Quý Dương, Duy Hoàng, vẫn là Duy Hoàng. Một pha xuất phạt dành cho Real Tobama. Điều này có thể thành bàn thắng hay không? Duy Hoàng, bàn! Hơi nhẹ. Qua người rất tốt của cầu thủ áo số 37 bên phía Hà Nội HR. Theo chúng tôi quan sát được thì cầu thủ Thanh Sơn đã bị đau. Thay người bên phía Real Tobama. Thank you.
Đội bạn đang có bóng. Không có gì là nguy hiểm cả. Duy Hoàng. Người đang đặt kéo à? Phạt góc dành cho Hà Nội HR. Vâng, trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu thứ nhất giữa hai đội Real Tomama gặp Hà Nội HR. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về các cầu thủ Real Tomama. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi truyền thuật trực tiếp của chúng tôi. Bình thường có màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút.